Em xin kính chào toàn thể các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Thì ngày hôm nay nhà em có lên chia sẻ cho các bác cái một số giò lan hàng thuần nhé, hàng rừng đấy ạ. Đầu tiên thì em xin giới thiệu đó là dòng kiều vàng đấy nhé các bác nhé. Đây là kiều vàng đấy. Đây để em cho mọi người xem mặt hoa của nó đấy nhé. Đây nhé, hoa của nó đây ạ. Đây là kiều vàng đấy nhé các bác nhé. Hay là các bác còn gọi là kiều cam đấy ạ. Đấy, đây là hoa của cây kiều vàng đấy nhé. Rất là rực rỡ luôn đấy ạ. Dòng này phải nói là hoa của nó quá là đẹp luôn nhé các bác nhé. Đây giò số 1 đây ạ. Đấy giò này rất là đẹp nhé các bác nhé. Đấy bác nào yêu thích cái giò này thì em chia sẻ với giá là 200k nhé. Cho giò kiều vàng này rất là nhiều thân ạ. Đầu năm mình có thể chơi hoa luôn nhé các bác nhé. Và cuối năm là mình có thể kích hoa chơi Tết đấy ạ. Đây các bác này, mặt hoa của nó đây. Đây là những cây kiều vàng đấy ạ. Nó nở rất là rực rỡ này nhé các bác nhé. Đấy, kiều vàng đấy các bác ạ. Đấy giò số 1 này em bán với giá là 200k nhé. Tổng thể của nó đây rất là đẹp luôn nhé. Tiếp theo đây là giò số 2 đấy ạ. Em cũng bán đồng giá với giá là 200k nhé. Giò này cũng rất là đẹp và rất là nhiều thân đấy. Hiện tại cây nó cũng đang lụ đấy nhé các bác nhé. Đây ạ, hiện tại cây nó cũng đang cho nụ đây ạ. Đây nha các bác nhé. Đấy nụ của nó đây ạ. Một số cây thì nó cũng đang sừng mất nụ đây ạ. Đây nhé. Đấy cây nó cũng đang sừng mất nụ đây ạ. Đây là hai giò nha các bác nhé. Giò số 3 này thì nó to hơn một chút đây ạ. To hơn rất nhiều nha các bác nhé. Đây tổng thể của nó đây ạ. Đây nhé, rất là to luôn đấy ạ. Và hiện tại là cây đang có hoa luôn nhé các bác nhé. Đấy về các bác đừng ngắm hoa luôn đấy ạ. Đấy bông hoa của nó rất là to luôn nhá. Một cái sắc cam rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy giò này thì em chia sẻ với giá là 250k nhé. Cho giò kiều vàng đấy ạ. Tiếp theo đây là hoàng nhãn tháng 4 nhé các bác nhá. Hoàng nhãn tháng 4 đấy. Chậu này cũng có 3 thân đấy nhá. Đấy lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Em cho mọi người xem mặt hoa của cái hoàng nhãn tháng 4 nhá. Đây là hoa của hoàng nhãn tháng 4 nhé các bác nhé. Đấy, loại này phải nói là cực kỳ là thơm nhé các bác nhé. Thơm nhất trong cái dòng dáng hương đấy ạ. Đấy, giò này bác nào yêu thích thì em chia sẻ với giá là 250k nhé các bác nhé. 250k cho giò hoàng nhãn tháng 4 đấy ạ. Tiếp theo đây là giò tam bảo sắc nhé các bác nhé. Tam bảo sắc đấy. Hoa nở vào tháng 4, tháng 5 đấy ạ. Em cho mọi người xem mặt hoa của nó đây nhé. Đây là mặt hoa của cây dáng hương tam bảo sắc nhé. Dòng này hoa nó cũng rất là thơm ạ. Đấy, đây là dòng thân lá đấy nhé các bác nhé. Ba cây này rất là đẹp đây ạ. Tiếp theo đây là giò kiều tím nhé các bác nhé. Đây em cho mọi người xem mặt hoa của cây kiều tím này nhé. Đấy, dòng này phải nói là hoa của nó rất là rực rỡ và đẹp luôn ạ. Một cái sắc tím rất là đẹp nhé các bác nhé. Đây là mặt hoa cây kiều tím đây ạ. Đây giò này thì là tổng thể của nó rất là to nhé các bác nhé. Đây ạ. Hiện tại là cây đang có rất là nhiều vòi hoa nhé các bác nhé. Đây ạ. Đây là vòi hoa của nó đây nhé. Đây ạ. Đấy. Khá là nhiều vòi hoa đây. Đây nhé các bác nhé. Đấy em đếm sơ sơ thì cái giò này nó khoảng 13-14 cái vòi hoa đấy ạ. 14 cái vòi hoa nha các bác nhé. Bao gồm có khoảng 25 thân, bao gồm cả thân già và thân tơ nhé. Đặc điểm của cái dòng kiều này là khi mà nó cho hoa năm ngoái rồi, đây hai vòi hoa năm ngoái đây nhé các bác nhé. Đấy hai vòi hoa năm ngoái đây, năm nay thì nó vẫn cho hoa bình thường ở dưới những cái mắt dưới nha các bác nhé. Đây cũng vậy ạ. Đây nhá, năm ngoái nó cho vòi hoa đây các bác ạ. Đấy, năm nay vẫn tiếp tục cho vòi hoa nhá. Dòng kiều này chơi nó rất là hay các bác ạ. Đây, cây này thân này cũng vậy đấy. Năm ngoái cho vài hoa đây, năm nay nó lại tiếp tục cho hai vài hoa đây nhá. Đấy cây giò này rất là sai hoa, 14 vài hoa đấy ạ. Hứa hẹn là khi nào nó lỡ thì nó rất là rực rỡ luôn nha các bác nhá. Đấy bác nào yêu thích cái giò kiều tím này thì em chia sẻ với giá là 650k nhá cho giò kiều tím này đấy ạ. Đấy giò này rất là to đấy ạ. Và rất là nặng nhá, nó khoảng
nhấc lên cái giò này nó khoảng 4-5 cân rồi đấy các bác ạ. Đấy, cả giá thể cả cây này nó phải rơi vào 4-5 cân đấy nhá. Tiếp theo đây cũng là giò kiểu tím nhá, giò này còn đẹp hơn cái giò trước ạ. Nhưng mà hiện tại là cây này nó có sưng nụ ít hơn cái cây bên kia nhá. Giò này thì là hiện tại em thấy là nó bắt bay nên nó có hiện tượng sưng bắt nụ thôi ạ. Nó ra hoa muộn hơn cái giò bên kia nhá các bác nhá. Đấy, đặc biệt là cái giò này nó rất là nhiều thân ạ và nó to hơn nhá. Đấy, giò này bác nào yêu thích cái giò này thì em chia sẻ với giá là 700k nhá. Đấy, 700k đấy ạ. Giò này thì nói toàn bộ thân lá của nó thì phải nói là rất là đẹp ạ. Để có một giò kiểu này thì các bác cũng phải chăm sóc rất là lâu đấy ạ. Như em thì em phải chăm sóc mất hơn 2 năm đấy nó mới được cái giò như này đấy. Đấy, đây là giò kiểu tím số 2 nhé. Bác nào mà lấy giò này thì em chia sẻ với giá là 700k nhé. Tiếp theo đây là quế trắng tháng 8 nhé các bác nhé. Dòng quế lá xếp đấy ạ. Lá xếp đấy ạ. Đấy, bác nào yêu thích cây quế này, đây cây này thì nó khoảng tầm cỡ 30 cm rồi đấy, thân của nó đấy nhá. Cây đã thuần được 1 năm rồi đấy, đang phát triển rất là ổn định luôn. Đấy, em quay từ trên xuống dưới cho mọi người cùng xem đấy ạ. Đấy, cây quế này bác nào yêu thích thì em chia sẻ với giá là 150k cho các bác về sưu tầm đấy ạ. Giá rất là hợp lý luôn ạ. Vào cái thời điểm mà cây có hoa thì chắc là cây này nó phải tầm cỡ 250-300 đấy ạ, chứ không có giá 150.000 như bây giờ đâu ạ. Tiếp theo đây là chậu lăm cái trắng Phú Thọ cổ tiết lá lỗi, gồm có 2 thân nha các bác nhé. 2 thân và 3 vòng gốc đấy. 2 thân này nó mỗi thân của nó dài khoảng 50 cm rồi đấy ạ. Hứa hẹn là năm nay nó cho hoa luôn nhé các bác nhé. Đấy, 3 vòng gốc lên rất là đừng rồi. Đây, vòng gốc lên năm nay lá của nó rất là to như bản lá mít luôn đấy ạ. Đấy. Tiếp theo đây là cái dòng Nữ Hoàng 28 nha các bác nhé. Hiện tại này kỳ này nó dài khoảng 40 cm rồi đấy ạ. Đây, em cho mọi người xem mặt hoa của nó nữa. Đây nhá. Đây, em cho mọi người xem mặt hoa của nó luôn nữa. Dòng Nữ Hoàng 28 này, hoa của nó phải nói là cực kỳ là đẳng cấp luôn đấy ạ. Đây nha các bác nhá, đây là mặt hoa của cây Nữ Hoàng 28 đấy ạ. Một cái bông phải nói là cánh của nó là cánh siêu bầu và siêu to nhá. Đây, bình thường em đo một cái cánh này những cái năm mà nó lỡ năm ngoái đấy ạ. Một cái cánh này nó rộng tới 2,8 cm đấy ạ. Đấy, gần 3 cm đấy nhá, rất là to luôn. Và đặc biệt là cái dòng này là dòng thân thổ như các bác nhá. Các bác nuôi chăm sóc nó tốt đấy, nó có thể đạt tới phi 27-28 đấy. Cho nên là nó có mệnh danh là Nữ Hoàng 28 là vì vậy ạ. Đấy, bác nào yêu thích cái kỳ này thì em chia sẻ với giá là 150k nhá, cho kỳ Nữ Hoàng 28. Tiếp theo đây là cái dòng hạc vĩ đột biến cánh mai nhá. Cây này do nhà em sổ đấy ạ. Em cho các bác xem hai mặt hoa của nó nhá. Đây này, hiện tại là cây hạc vĩ thường đây nhá. Các bác nhìn kỹ nhá, cái lưỡi của nó không có mắt ạ. Mũi của nó mũi trắng nhá. Cánh thì cánh tiêu nhá. Đấy. Còn chuyển sang cây hạc vĩ nhà em đây. Đấy, khi mới về nở nó cánh rất là bay nhá. Đây, khi nó nở căng đây, cánh rất là bầu và cánh mai đấy ạ. Lưỡi của nó có mắt nhá và mũi của nó mũi màu hồng đấy ạ. Khuôn cánh rất là cân đối luôn nhá. Cây này do nhà em sổ ra nhá, cho nên là trên thị trường của nó rất là ít giống ạ. Chỉ có nhà em xuất bán ra thì nó mới có ra ngoài thị trường thôi ạ. Còn ngoài ra là không có đâu nhá các bác nhá. Đây, cây lỡ những cái năm ở vườn nhà em đây ạ. Năm ngoái đây nhá, cho các bác xem cái cây năm ngoái nó lỡ đây, rất là rực rỡ luôn nhá. Đây, bông hoa của nó lúc nó lỡ năm ngoái đây, cánh rất là bầu luôn. Lúc em chụp thì nó hơi thiếu sáng nên là cái mắt nó hơi màu đậm, màu thâm đậm đấy. Nhưng cái bộ cánh của nó phải nói là siêu bầu đây ạ. Đây nha các bác nghe đấy, cái giò mẹ năm ngoái của nó đấy. Năm ngoái của nó đây đấy, nó rất là lỡ, ngoài là phải nói cực kỳ là siêng hoa luôn nhá. Đây bác nào, cái giò này hiện tại là 2, 4, 6, 7 vòng gốc nha các bác nhá. 7 vòng gốc đang lên tự nhiên rất là đẹp luôn và hiện tại là cây nụ đang nụ đấy nhá, về các bác có thể ngắm hoa luôn nhá. Đấy, nụ của nó đang khá là to rồi, cái nụ này chắc là khoảng tầm cỡ 10 ngày nữa mà nó nở đây nhá. Đấy, giò này thì gồm có 2 4 6 thân hoa. 6 thân hoa nhá và có 7 vòng gốc đấy ạ.
Đấy, bác nào yêu thích cái giò này thì em chia sẻ với giá là 250k nhá. Đấy, giá rất là hợp lý vì là những cái thân này là đợt vừa rồi nó rét đấy, những cái nụ này nó bị đùi nha các bác nhá. Đấy, nó bị đùi hoa đấy. Đấy. Nó không phát triển được nhá. Tiếp theo đây cũng là giò hạc vĩ đột biến canh mai nhá. Giò này thì gồm có bốn thân hoa đấy. Bốn thân hoa đây nhá. Cái thân dài nhất của nó cũng trên 1 mét rồi đấy. Đây hiện tại là cây đang nụ luôn nhá. Và giò này thì có 2 4 6 8 mầm gốc nha các bác nhá. Đấy, 8 mầm gốc đang lên tự nhiên rất là đẹp luôn ạ. Đây cái lá vàng của nó, để em bỏ cái lá vàng đó. Đấy, 8 mầm gốc đang lên tự nhiên rất là đẹp luôn ạ. Đấy, bác nào thích cái giò này thì em để với giá là 280k nhá. Đấy, 280k cho cái giò này đấy ạ. Về các bác hứa hẹn là năm tới là nó có 8 mầm gốc này, nó cho một giò hoa phải nói là cực kỳ là rực rỡ luôn nhá. Đấy, các bác biết rồi, cái giò mẹ của nó nở rất là sai hoa luôn nhá. Đây hoa của cái giò mẹ nó đây. Đây nhá, các bác nhìn kỹ đấy. Nở tại vườn nhà em luôn đấy. Rất là sai hoa luôn nhá. Dòng này mình chơi hoa thì phải nói là quá là đẹp luôn ạ. Tiếp theo đây là cái dòng thuốc đặc trị côn trùng và các loại sên nha các bác nhá. Loại thuốc này phải nói là khắc tinh của loại sên đấy ạ. Đặc biệt là mùa này đang là mùa gốc, những cái giò lan của các bác nào mà chăm sóc mà nó có nhiều sên ấy, mình không để ý nơi làm một chút ấy, thì là nó sẽ ăn mất ngay cái mầm gốc của nó nhá. Cho nên là em giới thiệu các bác là dòng thuốc BCL đấy, 500SC nhá, đặc trị các loại sâu dày nhện đỏ và các loại bọ trĩ nhá. Đặc biệt là trị các loại sên ấy, nhà em đã kiểm nghiệm và sử dụng rất là hiệu quả luôn ạ. Đấy, bác nào mà mua thuốc của nhà em mà sử dụng mà báo là thuốc không hiệu quả thì em xin cam kết hoàn tiền 100% nếu bác nào mà sử dụng mà không chết sên nhá. Đấy, thì cứ phản ánh lại thì em hứa là sẽ hoàn tiền cho các bác lại 100% luôn ạ. Đấy, nọ này thì em đang chia sẻ với giá là 70.000 một nọ nha các bác nhá. Cái ship toàn quốc của nó là 25.000 đấy ạ. Đấy, bác nào mà cần cái loại thuốc mà đặc trị các loại côn trùng và sên nhá thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0365 323 666 nhá các bác nhá. Đấy, em tên là Bao, em ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ạ. Đây là toàn bộ số lan mà em chia sẻ trong phiên ngày hôm nay nhá. Đấy, bác nào mà cần loại gì thì là liên hệ với em theo số điện thoại 0365 323 666 nhá. Em xin cảm ơn và chào tất cả các bác nhé. Hẹn các bác đang vào tối nay em live stream nhé các bác nhé.